Chào thầy và các bạn, em tên Thu Thảo đến từ lớp Quốc Việt. Sau đây em xin trình bày về vaccine ung thư phổi. Cuba đang trong quá trình điều trị ung thư đột phá, bây giờ nó được thử nghiệm tại Mỹ. Viện ung thư Roswell Park, New York đã ký một thỏa thuận nhập khẩu vaccine ung thư phổi của Cuba. Giám đốc của viện Candice Johnson cho biết loại Simavax giúp điều trị các triệu chứng và sự tái phát. Simavax được phát triển bởi Trung tâm Miễn dịch Phân tử do chính phủ điều hành. Nó không phải là thương hiệu mới và Cuba không giữ bí mật về thành công của nó. Simavax EGF là loại vaccine được sử dụng để điều trị ung thư, cụ thể là ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, bao gồm yếu tố tăng trưởng biểu bì người đã được tái tổ hợp, được sản xuất và bảo quản tương đối rẻ, có độc tính thấp. Simavax giúp bệnh nhân được miễn dịch với EGF, nâng cao kháng thể nhắm tới EGF, nồng độ EGF trong máu giảm. Vì thế, Simavax không nhắm trực tiếp vào tế bào ung thư nhưng được kỳ vọng sẽ hoạt động chống lại tế bào ung thư bằng cách ngăn chặn kích thích tăng trưởng tới chúng. Vì thế, Trung tâm Ung thư Toàn diện Roswell Park cho rằng nó có thể hữu ích như một loại vaccine phòng ngừa hơn là một liệu pháp điều trị. Ở Cuba, trong cuộc thử nghiệm lớn nhất cho thấy có sự phụ thuộc vào độ tuổi, chỉ những đối tượng dưới 60 tuổi mới có khả năng cải thiện sự sống. Ở quốc tế thì đáng chú ý họ đã quan sát thấy những phản ứng lâu bền của việc điều trị kết hợp Simavax và Nivolumab ở bệnh nhân ung thư tiến triển. Kết quả cuối cùng của thử nghiệm ban đầu được công bố vào tháng 3 năm 2019 với phát hiện bổ sung rằng bệnh nhân được điều trị kết hợp thì có khả năng tạo kháng thể sớm mạnh mẽ hơn. Khi so sánh với bệnh nhân chỉ dùng Simavax tiêm chủng trong thời gian dài thì rất an toàn. Các phản ứng ngoài ý muốn thường gặp là đau vùng tim, sốt, nôn mửa và nhức đầu. Lợi ích sống còn là đáng kể ở bệnh nhân nhận được ít nhất 4 liều vaccine. Thời gian sống trung bình là 12,43 tháng đối với nhóm tiêm vaccine so với 9,43 tháng ở nhóm đối chứng. Kết luận mà Simavax EGF làm tăng đáng kể thời gian sống trung bình của bệnh nhân, theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ.